Ngày 4 tháng 1 năm 2019, Tòa Nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm xét xử hai bị cáo là Phạm Ánh Tuyết sinh năm 1962 và Nguyễn Thị Bé Mộng sinh năm 1993 cùng cư ngụ khóm 4 thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn về hành vi cố ý gây thương tích. Chỉ vì ghen tuông và thiếu kiềm chế, hai mẹ con đã vướng phải dòng lao lý. Theo kết luận điều tra của các cơ quan chức năng, vào ngày 1 tháng 10 năm 2017, do không thấy chồng làm tê đâu nên Phạm Ánh Tuyết đã gọi con gái là Nguyễn Thị Bé Mộng cùng đi tìm. Khi đến quán Thảo Nguyên thuộc xã Chi Ngân Đông, huyện Ngọc Hiển thì phát hiện ông Tê và chị N đang ngồi uống nước. Nghi ngờ ông Tê và chị N có quan hệ tình cảm, Tuyết và Bé Mộng đã xông vào đánh nhiều cái vào người chị N. Trong lúc đánh nhau, Tuyết đã dùng cây giũa móng tay sập vào mặt chị N, khiến nạn nhân bị trọng thương và tỷ lệ thương tật tại thời điểm giám định là 14%. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Ánh Tuyết 2 năm 3 tháng tù giam và Nguyễn Thị Bé Mộng 2 năm tù giam.